4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mân mê chợt trên những sáng chế. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ. Người ta vẫn nói ôi sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tất. Mà anh trước mắt em xem như đã biến mất. Đôi khi như quá lại hóa như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những khoảng cách khiến ta lìa xa. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình mình cứ như là một câu chuyện hài. Chuyện ân với nhau như thời ta chưa hiện đại. Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa, cầm trên tay chiếc phone như ngọc ngà. Điều gì trong đây thế mà làm em say mê? Nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về. Người ta vẫn nói đó là công nghệ. Người ta vẫn nói ôi sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tất. Bằng anh trước mắt em xem như đã biến mất. Đôi khi như quá lại quá như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những khoảng cách khiến ta đi xa. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình mình cứ như là một câu chuyện hài. Thời ta chưa hiện đại. Tân thời cũng có niềm vui. Những con người tân thời không khó gì vui. Cái mắt thì luôn cắm cúi. Gặp chuyện đời hối đầu xuôi. Nói tới nơi lui một hồi cũng không ai nghe. Đôi khi như quá lại hóa như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những khoảng cách khiến ta lìa xa. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em ơi. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đừng để tình mình cứ như là một câu chuyện hài. Và cứ thế ta yêu nhau như thời chưa hiện đại. Thời chưa hiện đại.